Theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động chợ cóc giáp danh giữa hai phường Thịnh Quang và Thượng Đình diễn ra tấp nập. Hàng trăm bà con tiểu thương cùng với người dân có mặt từ rất sớm để họp phiên chợ buổi sáng. Nhiều người dân không đeo khẩu trang, khoảng cách an toàn tối thiểu 1 mét theo khuyến cáo của Bộ Y tế cũng bị họ đưa vào quên lãng. Mặc dù nơi này đã cắm biển báo cấm họp chợ để đề phòng dịch Covid-19, nhưng những tấm biển báo này dường như vô hình trong mắt người dân. 5 giờ 30 sáng, phóng viên ghi nhận có sự xuất hiện của lực lượng công an và trật tự phường, nhưng những gì cơ quan chức năng làm chỉ là đứng nhìn. Cái khu vực cầu mới này thì hiện tại là do đơn vị mà được thành phố giao đầu tư xây dựng thì cũng chưa đưa vào sử dụng, chưa bàn giao về địa phương và thành phố. Nhưng tuy nhiên thì cái việc đi lại vẫn đang giao thương qua đây, và chính vì thế nên bà con đang lợi dụng cái việc này để kinh doanh buôn bán chợ cóc chợ tạm đây. Thì phường cũng đã tổ chức cái lực lượng tự quản trong các buổi là đều tổ chức trực ở đây để không có cái việc mà bà con lợi dụng cái mặt bằng để kinh doanh buôn bán. Nhưng tuy nhiên thì xuất phát từ cái dịch Covid là cái việc buôn bán hàng rong là nó bị hạn chế, cho nên là bà con lợi dụng những lúc mà anh em người ta rút hoặc không còn đây là có cái việc bán hàng rong sẽ đẩy cái thứ là tập kết tại khu vực cầu này. Thế gần đây thì đồng chí chủ tịch phường và ban chủ quan nhân phường cũng có cái chỉ đạo là cho dựng rào, dựng barrier và căng dây là để cảnh báo người dân, và cho dựng cả trước đó thì cho dựng cả các biển bảng cảnh báo về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó có biện pháp là cấm tuyệt đối việc buôn bán hàng rong, chợ cóc, chợ tạm trên khu vực này. Trước đó, ngày 26 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã nới lỏng một số hoạt động ở nơi công cộng do tình hình dịch bệnh ở thủ đô đã được kiểm soát. Thế nhưng, người dân khi ra đường vẫn phải đeo khẩu trang, không tụ tập quá 20 người trong cùng một địa điểm. Việc vi phạm nghiêm trọng các quy định phòng dịch của thành phố có thể dẫn đến những hậu quả tai hại.